trang trại chăn nuôi của anh Trường Hồng Châu này. Dàn bò lái này. Rất là đẹp luôn. Màn mời bà con đi tham quan mô hình chăn nuôi của anh, các loại bò luôn, một cái rất là nhiều. Anh rộng cả mênh mông không biết người đàn bò lái đẹp đi thấu những con này có nào lấy giống cho anh tất cả ra bò này á? Hàn cà nhảy này. Nhiều con đứa đầu nhảy luôn. Có cả cái cặp bò gầy kia nè. Ôi, cặp bò gầy mới đẻ bao tiền cặp anh? Bán rồi à? Thế những con bò lái này anh bán như thế nào đây? Để hả? Con nào tiền con đấy gì? Trong này nữa. Đây, ví dụ như con tháo đẹp này. Bao tiền á? 3 triệu. Quảng bá được một vinh vẫn còn 40 triệu. Những con này là có giống hết rồi gì? Giống hết rồi. 13 con thì giống 3B, còn đâu là giống cổ lỏng. Cái dàn ngoài này. Cái dàn ngoài đấy là... có 2 con giáp nhau vừa lấy giống. Một con vừa lấy giống xong. Bán con đang ăn dây dù vừa lấy giống xong, còn kia lấy giống được tuần. Con man ngoài đấy thì man đấy bị giống một lần nhưng mà bị quá uống á. Con đấy to đẹp hết nhờ. Con to thì nó bảo nó trưởng 5 tháng rưỡi à. Rồi. Con thứ hai nó mới được có chưa đầy 2 tháng. Con này gì? Con thứ hai này. À con này gì? Mới lấy 2 tháng. Con thứ ba thứ tư là vừa lấy giống xong, một con vừa lấy giống xong. Hai con này gì? Vừa có một con vừa lấy giống xong, một con lấy giống được quả. Chứ ngoài nhà anh đợt này cỏ nhiều, bây giờ còn bao nhiêu cỏ nữa? À? Còn mấy mẫu cỏ nữa? Hơn chục mẫu cơ. Ăn đủ không? Ăn đủ không? Mái bây giờ thì thừa.